Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ngũ Hành Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Lịch Ô Nha, chương 539, kiến thức thượng cổ hữu ích. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tương hỗ sinh sôi hoặc thúc đẩy, như mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc, là nguồn gốc cấu thành thế giới. Ngũ âm, ngũ vị, ngũ sắc, ngũ hóa, ngũ tạng, ngũ quan xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả tương ứng với ngũ hành. Trong giảng đường, chuyên công trưởng lão trên bục giảng giảng dài Ngũ Hành Tổng Cương, giảng tới đầu rung chuyển, nước bọt văng tung tóe. Giảng tới chỗ hứng khởi, còn vừa múa may vừa ra hiệu. Bất Hủ Tiên Tử cho không gian tinh thần ngáp một cái, muốn ngủ, khoe mắt còn có giọt lệ. Trình độ giảng bài của truyền công trưởng lão kém xa Bất Ngữ đạo nhân, giảng một chút cũng không sinh động thú vị. Thập nhàn chán, những thứ này Cửu Trọng Tiên đã giảng rồi. Cửu Trọng Tiên không phải là âm dương đạo quả sao? Cũng liên quan tới ngũ hành à? Ngươi quên công pháp của Cửu Trọng Tiên rồi sao? Lục Dương suy nghĩ một lúc, khi còn ở Bất Hủ giáo, Bất Hủ Tiên Tử đã nói một lần, hắn không nhớ rõ tên cụ thể, chỉ nhớ có rất nhiều con số. Số học tiên công sao? Gọi là số học tiên công cũng không sai, nói chính xác là hỗn độn nhất khí lưỡng nghi, tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp, thất diệu bát hoang, cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công. Không hổ danh là người đầu tiên thành tiên, tên công pháp còn dài hơn cả người khác. Cửu Trọng Tiên đối với những thứ như hỗn độn âm dương ngũ hành rất có nghiên cứu. Hắn đã cân nhắc rất lâu giữa hỗn độn đạo quả, âm dương đạo quả, ngũ hành đạo quả, dùng cả một độ kiếp kỳ để cân nhắc, cuối cùng đã chọn âm dương đạo quả. Tại sao lại không chọn hai cái kia? Dùng lời của Cửu Trọng Tiên mà nói, đại khái là duyên phận đi. Trong cõi u minh tự có trời định. Duyên phận sao? Lục Dương cũng cảm nhận được tâm trạng của Cửu Trọng Tiên khi nói lời này. Đó là một loại chủ nghĩa định mệnh, tràn đầy cảm giác bất lực. Bất Hủ Tiên Tử đã nói, trong số các tiên nhân có người tin, có người không tin vận mệnh. Bất Hủ Tiên Tử thuộc phe không tin, xem ra Cửu Trọng Tiên thuộc về phe tin vận mệnh. Ừ, Cửu Trọng Tiên cũng không dễ dàng đưa ra lựa chọn. Ba loại đạo quả đều có ưu nhược điểm riêng, cuối cùng là dựa vào bốc thăm để quyết định. Để bốc thăm cũng tốn rất nhiều công sức, trước tiên là dùng hết các loại bí bảo trong vũ trụ để dựng nên đại trận che chắn thần thức. Các tiết điểm của đại trận đều lấy tinh tú làm đơn vị, sau đó lại để chúng ta đến hộ pháp, cuối cùng nhắm mắt phong bế ngũ quan thần thức, đảm bảo không bị ngoại giới quấy nhiễu. Như vậy mới yên tâm bắt đầu bốc thăm. Kết quả bốc thăm chính là âm dương đạo quả. Cửu Trọng Tiên bốc thăm một lần vẫn chưa yên tâm, đảo lộn thứ tự, bốc lại hai lần đều là âm dương đạo quả. Nếu nói một lần là ngoài ý muốn, vậy thì ba lần đều có kết quả như nhau, chính là chuyện đã định sẵn trong số mệnh. Lục Dương thầm nghĩ ra, ba lần đều có kết quả như nhau, chẳng phải là xác suất 1/9 sao? Suy nghĩ đây cũng có thể là khoảng cách giữa mình và tiên nhân. Thôi đi, tôi cũng đừng hỏi nữa. Mặc dù đã chọn âm dương đạo quả, nhưng Cửu Trọng Tiên đều rất nghiên cứu về hỗn độn và ngũ hành. Đừng tưởng đạo quả là toàn bộ của tiên nhân. Chúng ta là tiên nhân, thường xuyên tụ họp trao đổi tâm đắc tu luyện và nghiên cứu, trao đổi cùng với nhau, có thể nói nằm chúng ta về kiến thức tu hành không ai sánh bằng. Bất Hủ Tiên Tử cười kiêu hãnh, trong nụ cười tràn đầy trí thức và trí tuệ. Lục Dương gật đầu như bồ củi. Đây quả là sự thật. Hắn nghe nói tu vi càng cao, càng cần tìm người cùng cấp để trao đổi chứng thực. Trao đổi với người cùng cấp một lần, thu hoạch được có thể bù đắp cho trăm năm tu hành. Nhìn vào tần suất của năm vị thượng cổ tiên nhân này nói chuyện, không có chuyện gì lại tụ họp một lần. Chỉ sợ kiến thức tích lũy của bọn họ đã tăng lên tới mức độ vô cùng đáng sợ, có thể bù đắp cho hàng triệu năm tu hành. Lục Dương, người đứng lên trả lời câu hỏi này. Truyền công trưởng lão sắc mặt không tốt, nhìn chăm chăm Lục Dương, mặc dù mình rằng thực sự rất nhàm chán. Nhưng giống như Lục Dương này, vừa nghe vừa ngơ ngẩn người ra, thì đây là lần đầu tiên thấy. Lục Dương hoảng hốt đứng dậy, vừa rồi chỉ mải nghe bí sử thượng cổ, không nghe truyền công trưởng lão giảng gì, vội vàng truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. May mà có Bất Hủ Tiên Tử che chở, cô không tới nỗi bị trưởng lão phát hiện ra truyền âm. Vừa rồi trưởng lão giảng cái gì thế? Đừng hỏi ta,
ta cũng không nghe đâu. Quách Kiền Chu mồ hôi lạnh túa ra, sợ rằng truyền công trưởng lão tiếp theo sẽ hỏi mình. Vừa rồi hắn ngẩn người, nghe truyền công trưởng lão giảng tới chữ thổ, thì suy nghĩ nếu sau khi tử hình còn phải chôn cất, vậy trực tiếp chôn sống không phải là được rồi sao? Bàn cốt người có biết không? Đệ không biết. Y đang suy tư về việc mình là người cuối cùng của mắt tộc thượng cổ, không biết có bị cách ly sinh sản với mắt tộc hiện tại hay không. Lục Dương hỏi một vòng, không có người nào đáng tin. Lục Dương, trả lời câu hỏi đi, người không nghiêm túc nghe giảng đúng không? Truyền công trưởng lão tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, sự đã tới nước này, không còn cách nào khác. Đạo quả của cửu trọng tiên là âm dương đạo quả, nắm giữ lực lượng cực hạn. Đạo quả của ứng thiên tiên là ứng kiếp đạo quả, tu sĩ độ kiếp phần lớn đều là do ứng kiếp đạo quả. Đạo quả của tuế nguyệt tiên là tuế nguyệt đạo quả, nắm giữ lực lượng thời gian. Đạo quả của kỳ lân tiên là thích giả sinh tồn đạo quả, bất kỳ đòn tấn công nào đã thực hiện cũng không có hiệu lực với hắn. Giảng đường im phăng phắc. Chương 540, học tập phân thủy thuật. Trưởng lão, ta trả lời có đúng không? Truyền công trưởng lão nhất thời hoảng hốt. Ông ta nhớ là Lục Dương vừa rồi đã nói một tràng dài, nhưng lại không nhớ nổi một chữ nào. Hắn nói cái gì nhỉ? Trưởng lão, trưởng lão à? Lục Dương gọi hai tiếng, truyền công trưởng lão mới hoàn hồn. Cái gì? Trưởng lão, vừa rồi ngài không ngẩn người đó chứ? Truyền công trưởng lão ho khan hai tiếng, giống như không nghe thấy câu nói cuối cùng của Lục Dương. Lục Dương, vừa rồi đại khái nói không sai, ta ở đây giảng lại lần nữa. Năm là con số ổn định nhất trong tự nhiên. Ví dụ như Trung ương Triều Vương và bốn phương Đông Tây Nam Bắc, ngũ đại tiên môn, ngũ mạch của ngũ hành tông, tứ đại ma giáo và thiên đình giáo tình hình không rõ. Theo lý thuyết ngũ hành, thiên đình giáo rất có thể trở thành đại ma giáo thứ năm, tạo thành ngũ hành. Còn năm người các ngươi, các ngươi là năm người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ vấn đạo tông, điều này cũng phù hợp trên lý thuyết của ngũ hành. Mạnh Kiền Chu lặng lẽ truyền âm cho Lục Dương. Giỏi thế, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Ta nghe ngươi nói một tràng dài nhưng không nhớ được câu nào. Lục Dương nghiêm túc nói, đây là bí pháp thượng cổ, chỉ có ta mới có thể thi triển thôi. Hắn thở vào nhẹ nhõm, đặc tính hay quên của tiên nhân đã giúp hắn rất nhiều. Truyền công trưởng lão rất nhanh đã nói tới trọng điểm của hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ kể về kiến thức pháp thuật ngũ hành. Trong số các người, ai là người quen thuộc nhất với pháp thuật ngũ hành? Hắn. Bốn người đồng loạt chỉ vào Lục Dương. Lục Dương suýt chút nữa không phản ứng kịp. Truyền công trưởng lão hơi kinh ngạc, cảm thấy rất an ủi. Ồ, nghe nói ngươi là kiếm linh căn, không ngờ còn tinh thông thuật pháp ngũ hành. Thuật pháp ngũ hành của ngươi tu luyện thế nào, kể cho ta nghe xem. Lục Dương ngại ngùng gãi đầu. Phải kể thế nào đây? Hắn tu luyện pháp thuật dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không gặp phải bình cảnh. Chính là dựa vào cảm giác, luyện tập tùy tiện là thành. Mặc dù hiệu quả pháp thuật không chắc chắn, nhưng pháp thuật thực sự là luyện tập tùy tiện là thành công. Đừng nói bừa, ngũ hành pháp thuật nào có dễ tu luyện như vậy? Trưởng lão truyền công của trách Lục Dương, nếu ngũ hành thuật pháp dễ tu luyện như vậy thì cần gì tới ngũ hành tông bọn họ. Đừng tưởng rằng may mắn luyện được một môn ngũ hành thuật pháp mà coi thường việc học pháp thuật. Người đã luyện được những môn ngũ hành thuật pháp nào, cho ta xem thử. Theo quan điểm của trưởng lão truyền công, Lục Dương chắc chỉ học được những pháp thuật đơn giản, dễ học như cầu hỏa thuật, độn thổ thuật, nên mới thấy ngũ hành pháp thật dễ tu luyện. Lục Dương bất đắc dĩ đành phải thi triển pháp thuật đã học. Hắn giang hai tay, một con chim lửa màu vàng xuất hiện ở trên lòng bàn tay, sống động như thật, mang theo nhiệt hỏa khủng khiếp, đốt cháy bài kiểm tra mà trưởng lão truyền công để ở trên bục giảng. Lục Dương lại giang tay trái, tam vị chân hỏa cháy hừng hực. Trưởng lão truyền công chỉ chú ý vào lòng bàn tay Lục Dương, không để ý tới chuyện nhỏ này. Đây là gì? Kim điểu chân viêm, tam vị chân hỏa. Cái gì? Sao ông ta chưa từng nghe nói tới hai loại chân hỏa này? Từ bao giờ mà 108 loại chân hỏa lại biến thành 110 loại rồi? Chưa kịp để trưởng lão truyền công phản ứng thì thấy Lục Dương lấy ra một hạt giống gieo xuống đất. Hạt giống rơi xuống đất nảy mầm, mọc ra hai đóa sen. Trên đóa sen có hai Lục Dương, một người mặc y phục, một người mặc lá sen. Đây là pháp thuật gì? Trưởng lão truyền công trợn tròn hai mắt, chuyện này quả là chưa từng thấy. Trùng thụ quyết. Nhà ai mà trùng thụ quyết lại như thế này? Trưởng lão truyền công còn chưa kịp nói hết lời trong lòng
thì thấy Lục Dương thu hồi phân thân chui xuống đất, tự do đi lại, lúc rảnh rỗi còn có thể há miệng ăn vài miếng đất. Độn thổ thuật à? Trường lão truyền công kinh ngạc không thôi. Tư thế của Lục Dương rất giống với độn thổ thuật, nhưng đường vận hành linh lực lại không giống. Ta đặt tên là xúc địa. Người tự sáng tạo ra sao? Gần như vậy, tình cờ tạo ra thôi. Trường lão truyền công co giật khóe miệng. Những pháp thuật ngũ hành mà Lục Dương thi triển, ông ta không thấy một cái nào. Đây tuyệt đối không phải là pháp thuật đơn giản dễ học. Còn về pháp thuật hệ kim thì kiếm pháp cũng tạm được tính. Lục Dương không định thi triển kim thân trượng lục gì đó. Đó là chiêu thức của Lục thiếu giáo chủ. Hắn không phải là Lục thiếu giáo chủ, sao có thể thi triển kim thân trượng lục được? Pháp thuật hệ thủy thì ta chưa học cái nào. Trường lão truyền công kinh ngạc tới ngây người. Đã học được 4 pháp thuật ngũ hành mà vẫn không bỏ rơi kiếm pháp, cảnh giới không tụt hậu. Chẳng lẽ tiểu tử Lục Dương này thật sự có thiên phú cao như vậy về ngũ hành thuật pháp sao? Đầu thai, à không, bái sư vào Vấn Đạo Tông thì quá lỗ rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc, rất ít người có thể học được 2 pháp thuật tương khắc. Người có thể học được 4 trong ngũ hành, đủ thấy người có thiên phú không tệ về phương diện này. Đúng thế, không phải ta khoác lác đâu, thiên phú của Lục Dương còn mạnh hơn cả đại sư tỷ đấy. Mạnh Kề Chu khen ngợi thiên phú pháp thuật của Lục Dương, là huynh đệ tốt, hắn ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Đúng đúng, ta cũng thấy vậy. Lý Hạo Nhiên cố sức theo sau. Màn Cốt gãi đầu gãi tai, luôn cảm thấy hai người này có ẩn ý trong lời nói. Có phải là ảo giác hay không? Thôi bỏ đi, cứ xuôi theo đám đông vậy. Ta cũng thấy vậy đấy. Chỉ có Đào Yêu Diệp là không nói gì. Lục Dương toát mồ hôi lạnh. Mạnh Cảnh Chu, tiểu tử người muốn nâng đỡ ta đến chết à? Đúng là đáng chết mà. Đã có thể học được 4 ngũ hành pháp thuật, vậy thì pháp thuật hệ thủy còn lại đối với người hẳn là không khó. Nếu có thể nắm giữ 5 pháp thuật thuộc tính ngũ hành, theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, có thể thi triển ra pháp thuật kết hợp mạnh mẽ. Thế nào, có muốn học thêm một môn pháp thuật hệ thủy không? Nghe nói có được cơ hội học pháp thuật, Lục Dương sao có thể từ chối? Xin trưởng lão chỉ giáo. Nhìn thái độ cung kính của Lục Dương, trưởng lão truyền công có thiện cảm với Lục Dương hơn không ít. Ông ta gật đầu. Để ta nghĩ xem, vậy thì ngươi học phân thủy thuật đi. Phân thủy thuật sao? Phân thủy thuật là một pháp thuật hệ thủy cực kỳ khó học. Cho dù có song linh căn thủy thuộc tính cũng không chưa chắc học được. Nhưng ngược lại, cực kỳ khó học thì có nghĩa là lực lượng vô cùng lớn. Có thể nói rằng một khi học được, có thể khắc chế tất cả pháp thuật hệ thủy. Mọi người đồng loạt kinh ngạc, không ngờ pháp môn này lại mạnh như vậy. Trường lão truyền công tùm tìm cười vuốt râu bạc nói. Tương truyền vào cuối thời đại Ngu, thế gia phiên vương khởi binh, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Có một vị đại thần thông dẫn dân chúng của một trấn đi lánh nạn, nhưng lại bị đại hà thông thiên chặn đường. Sóng nước mênh mông, dòng chảy xiết, không thể đi thuyền. Vị đại nhân thần thông kia đương nhiên có thể vượt qua đại hà, nhưng những người dân phía sau hắn thì không được. Vị đại thần thông kia đứng ở bên bờ sông, tay cầm gậy trống gõ xuống đất 3 cái, thông thiên đại hà từ giữa tách ra, lộ ra một con đường lớn rộng 80 trượng. Hai bên bờ sông dựng đứng cây cao, tạo thành tường nước. Đợi đến khi toàn bộ dân chúng đã vượt qua đại hà, thì hai bức tường ầm ầm sụp đổ, đại hà trở lại trạng thái ban đầu. Đây chính là phân thủy thuật, có thể chia đôi dòng nước sông. Trước thần thông này, bất kỳ pháp thuật hệ thủy nào cũng vô dụng. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn chia đôi nước sông thì quá khó, cơ thể ngươi sẽ không chịu được. Nhưng nếu đối mặt với pháp thuật hệ thủy cùng cảnh giới, thì hẳn là sẽ không gây ra được mối đe dọa nào. Lục Dương hít vào một hơi, nghe phân thủy thuật này có vẻ rất lợi hại. Ví dụ thế này, trưởng lão truyền công lấy ra một chiếc cốc đựng đầy nước, nhẹ nhàng vạch một đường ở trên cốc, thì thấy nước trong cốc chia đôi, rõ ràng tách biệt. Ông ta ngửa đầu uống cạn, uống hết nửa cốc nước còn lại vẫn giữ nguyên như cũ. Xin trưởng lão dạy cho ta. Lục Dương một lần nữa chắp tay. Tốt. Trưởng lão truyền công không mở bếp riêng cho Lục Dương, mà giảng giải phân thủy thuật cho 5 người. Vừa hay cũng có thể xem thiên phú thuật vạp ngũ hành của mấy người Lục Dương thế nào. Muốn học phân thủy thuật, phải tĩnh tâm, ngưng thần, tụ linh lực vào hai tay, kết ấn thủy ngũ hành. Ngón tay cái và ngón tay út chạm vào nhau, 3 ngón còn lại mở ra. Trường lão truyền công quả nhiên là thầy khai sáng của đệ tử ngũ hành tông.
Kiến thức giảng giải tuy khô khan, nhưng chỉ cần hiểu được những kiến thức này sẽ thấy ông ta giảng rất rõ ràng. Không mất tới 2 canh giờ, Lục Dương đã nắm được bí quyết của phân thủy thuật. Còn Mạnh Cảnh Chu và những người khác, do thiên phú pháp thuật có hạn, đặc biệt là những pháp thuật liên quan tới linh căn thủy mới có thể học được, nên tiến bộ học rất chậm. Trưởng lão, ta muốn thử xem. Trưởng lão truyền công đồng ý niệm, một quả cầu nước to bằng bóng da nổi lơ lửng ở trước mặt Lục Dương. Nếu có thể chia đôi quả cầu nước thì coi như luyện thành. Lục Dương kết ấn thủy ngũ hành bằng hai tay, thần niệm khẩu quyết: ngũ hồ tứ hải đều quy phủ, cửu giang bát hồ tứ lộ khai. Phân. Lục Dương khép ngón giữa và ngón trỏ lại với nhau, chỉ vào quả cầu nước, quạt khẽ một tiếng, quả cầu nước biến mất không còn tăm hơi. Trưởng lão truyền công sửng sốt: không đúng, quả cầu nước đâu rồi? Làm lại lần nữa. Ông ta ngưng tụ ra một quả cầu nước, ra hiệu cho Lục Dương làm lại. Lục Dương thi triển phân thủy thuật, quả cầu nước đã biến mất không dấu vết. Lục Dương cũng thấy kỳ lạ, quả cầu nước còn có thể biến mất không dấu vết. Hắn học đâu phải pháp thuật hư vô, tìm được bất hủ tiên tử. Tiền bối, người có thể nhìn rõ ta vừa làm gì không? Nghe nói Lục Dương đang học pháp thuật, bất hủ tiên tử đương nhiên không bỏ lỡ cảnh này, vẫn luôn quan sát nghiêm túc cho không gian tinh thần. Thấy rồi, sau khi người thi triển phân thủy thuật, quả cầu nước không phải biến mất, mà là nhỏ tới mức không thể nhìn thấy được. Nhỏ tới mức không thể nhìn thấy? Ừ, thì chia thành hai luồng khí. Một luồng khí bên trong là một quả cầu nhỏ xoay quanh một quả cầu nhỏ. Một luồng khí khác ở bên trong là 8 quả cầu nhỏ xoay quanh một quả cầu nhỏ. Hai luồng khí này đều có trong không khí, rất phổ biến. Lục Dương giật này cả mình, hóa ra ta đã thủy phân nước à? Chương 541, thực lực của Lý Hạo Nhiên. Trưởng lão truyền công từ lâu đã tu luyện ra thiền nhãn, khi Lục Dương lần thứ 2 thi triển ra phân thủy thuật, cuối cùng cũng nhìn ra được nguyên lý. Thì ra là phân giải nước thành hai loại là khinh khí và hoạt khí. Bình thường chỉ khi dùng lôi pháp đánh nhau, đánh vào nước mới xuất hiện tình huống này. Không ngờ ngươi dùng pháp thuật lại có thể đạt được hiệu quả tương tự, quả thật lợi hại. Tu tiên giới, ngay cả thuật điểm thạch thành kim cũng có thể thay đổi cấu trúc vật chất từ cấp độ nguyên tử, cũng có thể tùy ý thi triển. Từ lâu đã phân tích rõ ràng cấu tạo, phân loại nguyên tử. Trưởng lão truyền công tùy tiện nhặt một hòn đá cũng có thể biến thành chất phóng xạ. Đối với kim đan nhất phẩm hoặc là nguyên anh kỳ viên mãn, đều tu luyện cảnh giới vô khuyết vô lậu, không sợ chất phóng xạ. Sau đó sắc mặt của trưởng lão truyền công trở nên kỳ quái, vuốt râu bạc trắng, suy nghĩ vấn đề then chốt nhất. Nhưng ta dạy cho ngươi hẳn là pháp thuật có thể tách nước, miễn dịch công kích của pháp thuật hệ thủy mới đúng chứ, sao lại có hiệu quả này? Lục Dương nghiêm túc nói. Đúng vậy, đây chính là phân thủy thuật. Ngài xem, có thể tách nước, chia thành hai loại khí, còn có thể miễn dịch công kích của pháp thuật hệ thủy mà. Trưởng lão truyền công suy nghĩ hồi lâu, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không tìm ra được chỗ không ổn ở đâu. Dù là xem xét về tên gọi hay là hiệu quả thì đều giống hệt phân thủy thuật. Đây chính là phân thủy thuật. Chúc mừng, chúc mừng, lần này ngươi đã học xong ngũ hành pháp thuật rồi. Người huynh đệ tốt Mạnh Cảnh Chu vỗ tay. Bàn về thiên phú pháp thuật thì không ai bằng Lục Dương, học mãi phân thủy thuật mà không học được, dứt khoát không học nữa. Trưởng lão truyền công do dự một chút, vẫn gật đầu. Đã như vậy, người đã học xong ngũ hành pháp thuật, vậy theo lý thuyết ngũ hành có thể tiến hành pháp thuật kết hợp mạnh mẽ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Sau đó trưởng lão truyền công lại im lặng. Ông ta phụ trách dạy dỗ đệ tử ngũ hành trong ngàn năm, pháp thuật ngũ hành nào cũng đã từng thấy, có thể căn cứ vào loại pháp thuật ngũ hành mà đệ tử nắm giữ, chỉ dẫn cho bọn họ cách kết hợp. Nhưng Lục Dương hiện nay... Nói thật, pháp thuật ngũ hành mà Lục Dương nắm giữ, ông ta chưa từng thấy loại nào. Ngũ hành pháp thuật chính là minh chứng cho việc ngươi say mê pháp thuật. Một người ngoài như ta chỉ tay năm ngón, chỉ dẫn ngươi tu hành, ngược lại lại hạ thấp trình độ. Tu hành chú trọng bản tâm tự ngã. Vậy đi, sau giờ học, ngươi tự luyện tập cách kết hợp ngũ hành pháp thuật thế nào. Tiếp theo tiến hành kiểm tra đột xuất, không được gian lận. Trưởng lão truyền công xoay người đi lấy bài kiểm tra đột xuất đặt ở trên bục giảng, để lại một lớp bụi bặm. Vừa nãy Lục Dương nhân lúc trưởng lão truyền công không chú ý, kim điểu chân viêm đã phun ra một ngọn lửa thiêu rụi bài kiểm tra. Dù năm người kinh nghiệm phong phú, thường xuyên diễn kịch, nhưng lúc này trước mặt đều không nhịn được mà nở nụ cười. Trưởng lão truyền công mặt mày ủ rũ tuyên bố tan học. Lý sư đệ,
ngươi thật sự muốn khiêu chiến với ta sao? Lục Dương vừa cười vừa nhìn Lý Hạo Nhân, không ngờ Lý Hạo Nhân lại chủ động tìm tới mình. Đúng thế, Lục sư huynh, chẳng phải huynh đã nói đã luyện thành pháp thuật kết hợp với ngũ hành rồi sao? Ta muốn xin chỉ giáo. Khóe miệng của Lý Hạo Nhân nở nụ cười, đây không phải là quyết định vội vàng của y. Sự mạnh mẽ của Lục Dương có thể thấy rõ, nhưng y cũng không phải là không có mục đích. Y sở hữu một nửa ký ức của Tần Hạo Nhân, trong đó bao gồm rất nhiều pháp thuật mạnh mẽ. Y không cần phải giống như những người khác phải vất vả suy nghĩ cách sử dụng những pháp thuật này, có thể trực tiếp sử dụng. Đây chính là sự tự tin để y dám khiêu chiến Lục Dương. Được rồi, vừa mới nắm giữ ngũ hành kết hợp, còn chưa có cơ hội thử qua, liền nhận lấy. Lục Dương cũng nở nụ cười hưng phấn, nóng lòng muốn thử một lần. Trước tiên hắn để Bất Hủ Thiên Tử triển khai tiền thức quan sát xung quanh, đảm bảo sẽ không có trưởng lão truyền công và những người khác nhìn thấy hắn sử dụng pháp thuật ngũ hành, đặc biệt là pháp thuật kim hệ. Đào Yêu Diệp và Man Cốt đứng ở bên cạnh. Man Cốt lấy một đầu dê từ nhà ăn, lợi dụng càn thi thuật để dê thi khiêu vũ trên tam vị chân hỏa. Ba người thi thoảng kéo một khối thịt dê nướng xuống gặm. Đánh đi, đánh đi! Mạnh Kiền Trụ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn ta cũng có thể xem tên khốn Lục Dương này lại nghĩ ra cách hèn hạ nào. Không cần phải nói, lần này có sự trợ giúp của tam vị chân hỏa của Lục Dương, không cần rắc nguyên liệu nướng lên nữa, hương vị còn cao hơn khi ăn ở Càn Thi Tông trước kia. Vừa ăn và xem đánh nhau, cuộc sống thật là tươi đẹp. Trước khi giao chiến, Lục Dương tốt bụng nhắc nhở. Nói trước nha, ngươi đừng có dùng cái thứ như nguyền rủa thuật với ta, đối với ta vô dụng thôi, đừng đến lúc tự mình phản vệ đấy. Mặc dù không biết vì sao Lục sư huynh có thể miễn dịch nguyền rủa thuật, nhưng Lý Hạo Nhân biết rằng về phương diện này Lục Dương sẽ không lừa y. Như vậy là ít đi một loại thủ đoạn. Tần Hạo Nhân có thể chuyển nợ từ trên người mình sang cho thạch hóa cốt, chắc chắn là tinh thông nhân quả pháp thuật. Chỉ ít đi một loại thủ đoạn mà thôi, không thành vấn đề. Không khí trở nên nghiêm trọng, hai người bày ra tư thế. Chương 542: Kết hợp pháp thuật ngũ hành. Lý Hạo Nhân ra tay trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay ẩm vang ngưng tụ thần lôi màu tím. Trường tâm lôi. Thần lôi màu tím bắn ra, điện ly không khí, giống như một con lôi long há miệng lao về phía Lục Dương. Nhưng Lục Dương đã sớm đoán trước được, bước chân ra một nhịp. Ngay trước khi lôi long lao về phía hắn, thay đổi vị trí, lôi long lao vào khoảng không, nện xuống mặt đất, thành một mảng đen thui. Mượn gió. Gió mạnh gầm thét, cát bụi bay mù mịt, cuốn lên khói bụi, che khuất tầm nhìn. Khói bụi còn có tác dụng che chắn thần thức, nhưng thần thức của Lục Dương sao người thường có thể so sánh. Hắn triển khai thần thức, mặc dù khoảng cách quan sát bị hạn chế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong khói bụi ẩn chứa ba loại công kích khác nhau. Kim điểu chân viêm. Hai con hoàng điểu bay lượn quanh Lục Dương, tạo thành cơn lốc bằng lửa. Ba loại công kích đâm vào hỏa diễm gió lốc, ngay cả hướng gió cũng không thay đổi mà biến mất. Lý sư đệ, chỉ dựa vào pháp thuật nhỏ này thì không được đâu. Hỏa diễm gió lốc thổi tan khói bụi, Lục Dương cười lớn. Lý Hạo Nhân không vội vàng nói. Ta biết, chỉ một đòn tấn công thôi, với Lục sư huynh thì không có tác dụng gì, nhưng nếu so số lượng đòn tấn công nhiều hơn một chút thì sao? Trường tâm lôi. Bốn luồng trường tâm lôi đồng thời bùng nổ, sắc mặt của Lục Dương ngưng trọng, điều khiển hai con hoàng điều hóa thành hai luồng lưu quang và chạm với bốn luồng trường tâm lôi. Lôi và lửa gầm rú. Lục sư huynh thế nào? Lý Hạo Nhân cười nói, bốn cánh tay vung vẩy, lòng bàn tay lại có công kích ngưng tụ. Bốn cánh tay. Lục Dương sừng sốt một chút. Vừa nãy hắn bị khói bụi che khuất, không nhìn thấy Lý Hạo Nhân làm thế nào. Ba người Mạnh Chu ở bên ngoài thì đều nhìn rõ. Lý Hạo Nhân nhân lúc Lục Dương ứng phó với đòn tấn công, xé đứt hai cánh tay của mình, nhưng không hoàn toàn đứt lìa, thiệt đứt xương liền. Sau đó y sử dụng trọng sinh kim đan đối liền hai cánh tay, đồng thời dưới nách cũng mọc ra hai cánh tay, như vậy mới là bốn cánh tay. Lý Hạo Nhân hiểu rõ Lục Dương không phải là loại có thể đối phó bằng pháp thuật bình thường. Đã một hai loại pháp thuật bình thường không đối phó được, vậy bốn cánh tay thi triển bốn loại pháp thuật thì sao? Nếu không phải hình thái bốn cánh tay quá nặng cho cơ thể, Lý Hạo Nhiên hận không thể mọc ra sáu cánh tay để chiến đấu với Lục Dương. Mặc dù y không có ba đầu sáu tay, nhưng sử dụng những phương pháp khác để đạt được hiệu quả ba đầu sáu tay cũng được. Mạnh Cảnh Trù và hai người vừa ăn thịt dê nướng vừa xem, thấy Lý Hạo Nhiên thần lai diệu bút, liền vỗ tay khen tuyệt. Hay lắm, đối phó với tên Lục Dương này không thể dùng cách đánh thương được.
Mạnh Kiền Trù hết lời khen ngợi, là đối thủ lâu năm của Lục Dương. Hắn ta hiểu rõ ràng, nếu đánh theo cách thông thường thì không thể thắng được, chỉ có đánh phủ đầu mới có khả năng giành chiến thắng. Vị này không tệ, có vẻ ngon hơn thịt dê. Mạnh Kiền Trù nhai chóp chép. Vừa nãy hắn ta ọa toàn ăn thịt dê nướng cháy xém, cắn vào giòn rụm, thơm phức, lại thêm hoa hẹ giải ngấy, mùi vị tuyệt lắm. Vị dê dưới da thì kém hơn một chút. Mạnh Kiền Trù vô tình liếc thấy tam vị chân hỏa đang cháy hừng hực, đập tay một cái. Có cách rồi. Hắn ta bắn ra một luồng niết bàn chân hỏa, ném vào tam vị chân hỏa. Hai loại chân hỏa hòa vào nhau, phát ra tiếng lách tách. Dưới tác dụng của niết bàn chân hỏa, xác dê dần mọc ra một lớp da non. Hơn nữa, do da non mọc chậm nên có thể thưởng thức kỹ càng hương vị của tam vị chân hỏa nướng, mùi vị càng tuyệt. Màn cố thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực, không ngờ niết bàn chân hỏa còn có tác dụng như vậy. Nếu nói trước đây y chưa từng tiếp xúc với tam vị chân hỏa, không liên tưởng tới việc nướng thì cũng có thể hiểu được. Nhưng niết bàn chân hỏa nổi tiếng lừng lẫy, tu sĩ nào trong tu tiên giới lại không biết. Vậy mà y lại không nghĩ ra cách dùng niết bàn chân hỏa để nướng, quả thật là không nên. Thật là làm nhục thân phận về đồ nướng gia truyền mà. Chỉ biết rằng đi theo Lục sư huynh và Mạnh sư huynh mới có thể học được đồ thật. Là một nho tu, Màn Cốt tuân theo lời dạy của thánh nhân, tam nhân hành, tất hữu ngã sư, ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Thường xuyên tự kiểm điểm, không ngừng bổ sung khuyết điểm. Câu này có nghĩa là ba người cùng đi, ắt có một người là thầy của ta, mỗi ngày phải ba lần kiểm điểm với bản thân mình. Khi Màn Cốt đang học thì Lục Dương vẫn đang chiến đấu với Lý Hạo Nhân bốn tay. Ba đầu sáu tay quả nhiên là thần thông nổi danh. Lý Hạo Nhân nắm giữ thần thông bốn tay cấp thấp này đã gây áp lực rất lớn lên Lục Dương. Trường Tâm Lôi, Lục Đinh Thần Hỏa, Đại Diễn Thần Hỏa, Trúc Nhất Trượng. Bốn tay kết ấn, bốn loại thuật pháp khác nhau cùng lúc tấn công Lục Dương. Kim Điểu hót vang, nhóm lửa tam vị chân hỏa. Kim Điểu giang rộng đôi cánh, mỗi một chiếc lồng vũ đều sắc bén như kiếm, xé toạc không khí. Lục Đinh Thần Hỏa và Đại Diễn Chân Hỏa tuy cùng là chân hỏa, nhưng không nổi tiếng về độ bùng nổ, căn bản không thể ngăn cản được hai loại chân hỏa và kiếm khí tấn công của Lục Dương. Trường Tâm Lôi cũng đang trong quá trình va chạm mà hóa thành hư vô. Chỉ còn một đoạn trúc xanh biếc bị Lý Hạo Nhiên vót nhọn, trong nháy mắt phát ra tiếng xé tàn không khí, đâm về phía Lục Dương. Lục Dương mở thần thức, sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của trúc xanh, nhưng phản ứng của cơ thể chậm hơn một nhịp, làm rước cánh tay. Lý sư đệ giỏi thật, vậy mà lại tẩm độc vào tre. Lục Dương thi triển Kim Điều Chân Hỏa kiềm chế lại Lý Hạo Nhiên, lấy ra giải độc đan từ lệnh bài thân phận. Không còn cách nào khác, Lục sư huynh quá mạnh, không dùng chút thủ đoạn thì không thắng được. Hơn nữa Lục sư huynh đến bây giờ vẫn chưa tung ra tuyệt chiêu, đúng chứ? Đột nhiên Lục Dương và Lý Hạo Nhiên cùng ra tay va chạm vào nhau. Cả hai đều muốn nhân lúc nói chuyện mà đánh lén, nhưng không ngờ ý nghĩ của họ lại trùng hợp. Là hán quyền. Lục Dương không còn giữ tay nữa, ngang nhiên ra quyền. Lý Hạo Nhiên là khí tu, chiến đấu cận chiến căn bản không thể chống lại được Lục Dương. Nói về chiến đấu cận chiến, chỉ có những thể tu đỉnh cấp như Mạnh Cảnh Chu và Nho Tu như Màn Cốt mới có thể áp đảo được Lục Dương. Lý Hạo Nhiên phản ứng nhanh, tự biết không thể đấu tay đôi với là hán quyền, trực tiếp giật đứt hai cánh tay dưới nách, tạm thời luyện hóa thì pháp bảo đập về phía Lục Dương. Những tiếng nổ vang lên, chẳng mấy chốc hai người đã va chạm hàng chục hiệp. Chỉ tiếc rằng loại pháp bảo thân thể luyện chế tạm thời này rốt cuộc cũng không thể so sánh được với là hán quyền. Lý Hạo Nhân bị đánh bay ra ngoài. Tin tốt là tóc của Lý Hạo Nhân là tóc giả, sẽ không bị rụng tóc. Lục Trượng Kim Thân, Lục Dương quát khẽ một tiếng. Kim thần giống hệt hắn từ trên trời giáng xuống, vững vàng bao phủ lấy Lý Hạo Nhân. Trùng thụ phân thân, hắn chùi xuống đất, hạt giống phá thổ mà ra, mọc lên hai Lục Dương. Phần sau giao cho ngươi. Lục Dương và phân thân vỗ tay. Phân thân gật đầu, chùi xuống đất giống như địa long, từ dưới đất nhanh chóng tiến đến gần Lý Hạo Nhân. Độn thổ thuật. Lý Hạo Nhân không hoảng loạn, thuấn gì thì y không biết, nhưng độn thổ thuật thì vẫn biết. Trượng lục kim thân có nhược điểm này, dưới đất không có lỗ hổng, người biết độn thổ có thể thoát được ra ngoài. Bấy giờ phân thân của Lục Dương từ dưới đất đuổi đến, vẽ một vòng quanh trượng lục kim thân. Họa địa lao. Bên dưới trượng lục kim thân trở thành ngục giam, phong tỏa đường lui của Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân bất đắc dĩ phải chui ra ngoài. Từ đó trượng lục kim thân không còn khuyết điểm nào nữa,
Lý Hạo Nhân hừ lạnh một tiếng. Ta muốn xem một phân thân có thể làm gì được ta. Phân thân của Lục Dương chui ra khỏi mặt đất, tiến vào bên trong trượng độc kim thân. Tay của Lý Hạo Nhân biến đổi giống như ngọc trắng, đâm thủng phân thân của Lục Dương. Phân thân của Lục Dương không hề bị ảnh hưởng, dường như cơ thể không phải là của mình. Tụ lý cản khôn. Hắn duỗi tay phải, nước hồ rơi ra không ngừng từ lòng bàn tay của phân thân Lục Dương, trong mấy chốc đã tràn ngập trượng lục kim thân. Không thể nào, tụ lý càn khôn của ngươi là để chứa nước, chứ không phải là để kết nối với nước hồ. Ngươi chỉ là một phân thân vừa rồi ra đời, lúc nào hút được nước? Lý Hạo Nhiên nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra Lục Dương từng vỗ tay với phân thân. Có lẽ trước khi khai chiến, Lục Dương đã tích lũy nguồn nước ở trong lòng bàn tay, nhân lúc vỗ tay mà truyền nguồn nước cho phân thân. Quá sơ suất rồi. Vân thủy thuật. Ba nhịp thở trôi qua, nước hồ tràn ngập trượng lục kim thân đã biến mất không thấy, biến thành nhị khí. Theo tiếng chim hót truyền đến, ngọn lửa màu vàng lóe lên trong trượng lục kim thân, vụ nổ lớn xuất hiện. Ngay cả bên trong trượng lục kim thân cũng xuất hiện vết nứt. Hay trong một chiêu này, uy lực của chiêu này của Lục Dương không nhỏ. Mạnh Kiền Chu kinh ngạc, hắn ta vẫn hiểu đạo lý không gian nổ càng nhỏ thì uy lực càng lớn. Không chỉ vậy, hai loại khí mà Lục Sư Huynh phân giải dường như cũng có tác dụng với vụ nổ. Đào Yêu Diệp nghiêm túc nói, một kim ô chân hỏa không tạo ra được vụ nổ lớn như vậy, chắc chắn có yếu tố ảnh hưởng khác. Đây chính là tổ hợp ngũ hành pháp thuật mà truyền công trưởng lão đã nói. Màn cốt cảm thán, trượng lục kim thân, mộc phân thân, phân thủy thuật, chân hỏa, xúc địa, ngũ loại pháp thuật đều có đủ. Lục Dương thu hồi trượng lục kim thân, chỉ nhìn thấy hải sắc chết cháy đen. Lý Sư Đệ, đừng diễn nữa, ta vừa nhìn thấy người thi triển thuật pháp chạy ra ngoài. Lục Dương cười nói, từ đầu tới cuối hắn đều chú ý tới động tĩnh của trượng lục kim thân. Trước một khắc nổ tung, Lý Hạo Nhiên đã thi triển pháp thuật tương tự như di hình hoán ảnh, đổi vị trí cho phân thân và chân thân. Hắn từ sớm dùng thần thức phát hiện ra, ở dưới mặt đất trôi một phân thân của Lý Hạo Nhiên. Hắn đã âm thầm chuẩn bị, âm mình một tay, đáng tiếc không có cơ hội sử dụng. Ngược lại trở thành chiêu bảo mạnh. Sau lưng của Lục Dương bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn. Lý Hạo Nhiên chui ra khỏi mặt đất. Uy lực thật khủng khiếp. Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Y biết đây vẫn là kết quả của việc Lục Dương thu lực. Nếu không phải đón tiếp mình, sẽ là một con kim ô chân hỏa, mà là nhiều con kim ô chân hỏa cộng thêm tam vị chân hỏa. Có đánh nữa không? Lục Dương quay đầu cười hỏi. Đương nhiên là phải chiến đấu. Lý Hạo Nhiên còn chưa kịp nhận thua, đột nhiên y choáng váng, loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Trúng độc, không đúng. Lý Hạo Nhiên phát hiện ra cơ thể xuất hiện dị thường, không thể chiến đấu, nhưng từ đầu tới cuối y vẫn không cảm thấy hít phải thuốc độc gì. Tình hình gì thế này? Đây là cái gì? Lý Sư Đệ, có biết không khí tuy là khí thể thiết yếu để sinh vật sinh tồn, nhưng hẳn là biết hít vào không khí quá nhiều ngược lại không tốt, sẽ xuất hiện phản ứng như chóng mặt tức ngực. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, ta vẫn luôn thi triển phân thủy thuật, phân giải toàn bộ hơi nước trong không khí thành nhiệt khí và hoạt khí, làm lượng không khí tăng lên, tự nhiên người cũng không được nữa. Lý Sư Đệ, nếu quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện từ đầu tới cuối ta đều nín thở. Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Ta đầu hàng. Chương 543. Đệ tử chính đạo biết phối chế hóa cốt thủy là chuyện bình thường. Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương thắng trận, hai mắt sáng lên, dẫn đầu vỗ tay bồm bốp. Một trận chiến thật thú vị. Mạnh Kiền Chu và Man Cốt suy nghĩ một chút, lau sạch vết dầu ở trên miệng và tay, cũng dẫn đầu vỗ tay. Thắng một trận không dễ dàng đâu. Lý Hạo Nhiên không phải là đối thủ dễ đối phó. Trận này đánh xong, Lục Dương đều cảm thấy mệt mỏi không nhẹ, toàn thân đau nhức. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của Lý Hạo Nhiên không phong phú, trải nghiệm không đủ. Nếu không cũng sẽ không bị mình dùng ngũ hành pháp thuật liên hoành ép tới mức phải đi thi triển di hình hoán ảnh, linh lực cạn kiệt, lại còn ở trong trạng thái say rượu. Lý Sư Đệ, lần sau chiến đấu phải để tâm nhiều hơn. Nếu đổi thành Lão Mạnh, ta không dám dùng chiêu này hại hắn. Lão Mạnh tên khốn này rất gian, chắc chắn sẽ không bị một chiêu đơn giản như vậy hại được đâu. Lý Hạo Nhiên sừng sốt. Ta đã tiếp nhận một nửa ký ức truyền thừa của Tần Hạo Nhiên, sau đến Lục Sư Huynh thì lại biến thành kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, trải nghiệm không đủ rồi. Tần Hạo Nhiên đường đường là hợp thể kỳ, y được một nửa truyền thừa, thế nào cũng phải coi là một nửa bước hợp thể kỳ chứ.
Được rồi, thôi so với Lục Dương và Mạnh Sư Huynh, ký ức truyền thừa của Tân Hạo Nhân quả thật không có tác dụng gì lớn. Lý Hạo Nhân đứng trước phân thân bị cháy đen, ngẩn ngơ xuất thần, khẽ thở dài. Vẫn là Lục Sư Huynh lợi hại hơn. Lục Dương có thể hiểu được cảm nhận của Lý Hạo Nhân. Phân thân của Lý Hạo Nhân là hậu chiêu, y đã chuẩn bị từ lâu, không ngờ cuối cùng lại bị Di Hành Hoán Ảnh giao ra. Nếu lúc đó là chân thân ở trong Trượng Lục Kim Thân bị nổ một phát thì kết quả ra sao? Lục Dương tiến lên vỗ vai Lý Hạo Nhân an ủi. Lý sư đệ, đừng đàn lòng, pháp thuật người nắm giữ cũng đủ dùng rồi, chỉ là tư duy không được đúng lắm, quá thẳng thắn, quá thành thật, gặp phải kẻ gian xảo xảo quyệt rất dễ gặp phải chịu thiệt. Ta không nản lòng, ta đang suy nghĩ xem phải xử lý thi thể của ta thế nào. Lục sư huynh, thi thể của ngươi là mộc phân thân, pháp thuật giải trừ sẽ tự động dung nhập vào đất, nhưng phân thân của ta là huyết nhục cắt ra từ trên người xuống, còn có hai cánh tay mọc thêm của Lý Hạo Nhân cũng có vấn đề tương tự. Lục Dương suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy, phân thân của Lý sư đệ đúng là không dễ dàng xử lý. Thôi vậy, tuy không nỡ nhưng cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lý Hạo Nhân từ ngọc bài thân phận lấy ra một lọ thuốc nhỏ, rút nút ra, một mùi hôi sộc thẳng vào mũi. Lý Hạo Nhân mặt không biểu cảm đổ thuốc ra, nước thuốc màu xanh đen dưới lên phân thân, phân thân bốc lên một làn khói trắng nồng đậm rồi tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Màn Côn hít sâu một hơi. Lý sư đệ, đây là cái gì? Hóa cốt thủy, thứ trong ký ức của Tần Hạo Nhiên, ta đã phối chế được vài lọ. Hóa cốt thủy phối liệu phức tạp, y đã phải bỏ ra không ít điểm công hiến mới mua được đủ dược thảo. Lần trước y điều khiển phân thân tham gia trận chung kết thất bại chính là phải xử lý phân thân như vậy. Không làm như vậy cũng không có cách nào khác, không thể để hắn còn trẻ tuổi mà tự đào mộ chôn phân thân vào đó được. Dù gì y không tin vận mệnh thì cũng thấy điều này không được may mắn. Này, năm đứa nhỏ các ngươi đang làm gì thế? Không ổn rồi, là truyền công trưởng lão. Hai người giao chiến rất dữ rồi, truyền công trưởng lão phát hiện ra động tĩnh liền lên đường đến địa điểm chiến đấu để xem xét. Khi ông ta tới nơi thì trận chiến đã kết thúc, vừa lúc nhìn thấy Lý Hạo Nhân đổ chất lỏng bốc lên làn khói trắng. Màn Cốt sợ truyền công trưởng lão hiểu lầm, vội vàng đứng ra giải thích. Trưởng lão đừng hiểu lầm, Lý sư đệ chỉ đang hủy thi diệt tích, không có làm gì khác đâu. Truyền công trưởng lão suy chút nữa thì đã ra tay giết chết giáo chủ tiền nhiệm ma giáo, chuyển thế thay trời hành đạo. Vẫn là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hai người ăn nói khéo léo, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lý Hạo Nhiên u uất nhìn Màn Cốt, ánh mắt đầy oán trách. Thì ra Lục Dương đã luyện thành tổ hợp pháp thuật ngũ hành, ở đây tiến hành thí nghiệm thực chiến nào? Truyền công trưởng lão khẽ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Không ngờ ban ngày giảng dài, buổi tối Lục Dương đã nghĩ ra cách kết hợp rồi, quả nhiên là nhanh thật. Lục Dương cũng thấy tốc độ đưa ra phương án của vô địch đan rất nhanh. Truyền công trưởng lão cũng không có ý hỏi kỹ Lục Dương làm như thế nào để ghép, Lục Dương đã nắm giữ. Cũng không có nhờ ông ta chỉ đạo, tức là có một số việc không muốn để ông ta nhìn thấy, đây chính là có thể hiểu được. Nhưng không đúng, các người lấy đầu ra phối phương của hóa cốt thủy? Truyền công trưởng lão đột nhiên nhận ra một vấn đề khác. Bọn họ đường đường là đệ tử chính đạo, sao lại biết phối phương của hóa cốt thủy? Lý Hạo Nhiên khóe mắt co giật, không biết nên giải thích thế nào. Y không thể nói mình là Tần Hạo Nhiên truyền thế được. Vấn Đạo Tông có thể chấp nhận y là Tần Hạo Nhiên truyền thế, tin rằng kiếp trước kiếp này không liên quan gì tới nhau, nhưng Ngũ Hành Tông thì không chắc rồi. Mạnh Cảnh Chu là đội trưởng nghiêm túc giải thích. Vấn Đạo Tông chúng ta cùng với triều đình hợp sức tiêu diệt Bất Hủ Giáo, từ Bất Hủ Giáo tịch thu được một số vật tư, đan phương đan dược các loại, trong đó cũng có phối phương của hóa cốt thủy. Chương 544, Ngũ Hành Chiến Pháp. Chúng ta là chính đạo, đương nhiên phải lấy việc tiêu diệt ma giáo làm nhiệm vụ hàng đầu. Ma giáo gian xảo quỷ quyệt, quỷ kế đoa đoan, thủ đoạn đa dạng, chỉ có nắm được thủ đoạn của ma giáo mới có thể tiêu diệt ma giáo tốt hơn. Thì ra là vậy, ta còn tưởng các ngươi học từ Bất Ngữ lão tặc. Được rồi, các ngươi không sao là tốt rồi. Ta còn tưởng động tĩnh ở đây lớn như vậy là có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn phải học. Vâng. Ngày hôm sau. Hôm nay sẽ học ngũ hành chiến pháp. Cái gọi là ngũ hành chiến pháp chính là căn cứ vào đặc tính của cá nhân các ngươi, ngũ hành tương ứng một cách nhất nhất,
có thể khiến 5 người các ngươi kia liên thủ chiến đấu, phát huy ra được lực lượng càng lớn hơn. Nói tới đây, 5 người ánh mắt sáng lên, tiết học này thú vị hơn hôm qua nhiều rồi. Dựa theo tư liệu Vấn Đạo Tông cung cấp và sự hiểu biết của ta về các ngươi, có thể xác định 5 người các ngươi tương ứng với 5 loại thuộc tính khác nhau, rất phù hợp với phương pháp chiến đấu này. Kim chủ công Lục Dương, ngươi là kiếm linh căn biến dị từ kim linh căn mà có thể coi là kim linh căn, hơn nữa là kim linh căn có tính công kích mạnh nhất, tương ứng với vị trí kim. Mộc chủ biến, nắm giữ hư và thực, đào yêu diệp, sở trường của ngươi là huyễn cảnh cũng được, vũ hóa tiền thể cũng vậy, đều liên quan tới biến hóa, ngươi tương ứng với vị trí mộc. Thủy chủ hồi phục, mạnh cảnh chu, ban đầu ta nghĩ ngươi có thể là hỏa thuộc tính hỗ trợ, nhưng vì ngươi đã nắm giữ được liệt bàn chân hỏa, có thể hồi phục thương thế, nên định mệnh đã định ngươi làm thủy thuộc tính tốt hơn, ngươi tương ứng với vị trí thủy. Khoan đã, trưởng lão, dương khí của ta mạnh như vậy, còn có thể đứng ở vị trí thuộc tính thủy sao? Theo quan niệm của Mạnh Cảnh Chu, thủy đại diện cho âm, hoàn toàn khắc chế hắn ta. Trường công trưởng lão không hiểu tại sao Mạnh Cảnh Chu lại có thắc mắc này. Nhưng người không phải là độc thân linh căn sao? Thận thủy của ngươi rất đầy đủ mà. Theo thời gian Mạnh Cảnh Chu nắm giữ niết bàn chân hỏa trắng dương, thận thủy của hắn càng ngày càng đầy đủ hơn. Hơn nữa là do độc thân linh căn nên tuyệt đối sẽ không dò gì thận thủy. Mạnh Cảnh Chu không biết nói gì. Đừng tưởng ta không đánh lại được ngươi thì ta không đánh lại ngươi. Hỏa chủ hỗ trợ Lý Hạo Nhiên, ngươi là hỏa linh căn, lại bái Chu Hâm làm thầy, kiêm nhiệm luyện khí sư, vị trí hỏa đối với ngươi mà nói là phù hợp nhất. Thổ chủ phòng ngự Man Cốt là man tộc thượng cổ, là thể tu bẩm sinh, thượng cổ man tộc nổi tiếng với sức phòng ngự, ngươi tương ứng với vị trí thổ. Xác định tốt vị trí, truyền công trưởng lão sẽ đưa 5 người ra ngoài, để 5 người theo vị trí ngũ hành đã xác định đứng ở đúng vị trí, sau đó khoanh tay nói lớn. Muốn đạt tới mức độ phối hợp hoàn hảo, trước tiên phải biết mình biết người. 5 người các ngươi tuổi tác tương đương, cảnh giới tương đương, làm được bước này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các ngươi hãy thả hơi thở ra, mỗi người đều cảm nhận chi tiết cảnh giới của 4 người. Lục Dương cùng với những 4 người khác khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tập trung, thả ra khí tức, dùng thần thức cảm nhận động thái ở bên ngoài. Sao? Thần thức mạnh mẽ quá. Truyền công trưởng lão khẽ ồ lên một tiếng, chú ý tới thần thức của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nổi bật nhất, rõ ràng mạnh hơn những người khác một đoạn lớn. Mà thần thức của Lục Dương còn mạnh hơn cả Mạnh Cảnh Chu, có thể thấy rõ sự khác biệt. Thần thức là thứ khó tu luyện nhất, cho đến nay vẫn chưa nghe nói đến pháp tu luyện thần thức của giai đoạn này. Hai tiểu tử này tu luyện thế nào? Đúng rồi, Mạnh Cảnh Chu là độc thân linh căn, Vấn Đạo Tông đưa cho ta tài liệu còn ghi rõ hắn kết thành xong độc thân kim đan chưa từng có, dương khí sùng túc, dục vọng mạnh hơn. Mà là độc thân linh căn phải luôn khắc chế dục vọng, dưới sự tu luyện này thần thức mạnh mẽ cũng dễ hiểu. Vậy Lục Dương thì sao? Bí pháp không truyền của Vân Chi, hay là Bất Ngữ Lão Tộc mèo mù vớ cá chết nghĩ ra cách? Lục Dương bị Bất Hủ Tiên Tử hành hạ, đặc biệt giỏi về thần thức, cảm giác thần thức của hắn nhạy bén nhất. Trong tình huống không che giấu hơi thở, hắn cảm nhận được cảnh giới của ba sư đệ muội và một tên cháu trai. 4 người đều đã tu luyện tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Lý Hạo Nhân tiến triển chậm nhất, lại xuất phát trước đó thành công đột phá. Lý Hạo Nhân tại thời luyện khí kỳ ngâm mình ở trong nham tương 1 năm, làm trễ nải tu hành. Bây giờ hậu tích bạc phát, rốt cuộc cũng đuổi kịp tiến độ của đám người. Lục Dương còn cảm nhận được khí huyết và dương khí dồi dào của Mạnh Cảnh Chu. Yêu ma bình thường chỉ cần nhìn một cái là có thể bị thiêu cháy, vô cùng khủng khiếp. Tất nhiên không phải tất cả ma quỷ đều sợ Mạnh Cảnh Chu, nữ quỷ như Bất Hủ Tiên Tử thì hoàn toàn không sợ hắn ta. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, tất cả mọi người đều mở mắt, nắm rõ tình hình của những người khác. Tiếp theo tiến hành bước thứ hai, truyền dẫn linh lực. Truyền công trưởng lão để 5 người xếp thành một hàng, theo thứ tự kim mộc thủy hỏa thổ, bắt đầu từ Man Cốt, hai tay chống vào lưng Lý Hạo Nhân truyền dẫn linh lực, lần lượt như vậy đến cuối cùng là Đào Yêu Diệm sẽ truyền toàn bộ linh lực của mình cho Lục Dương. Lục Dương hai mắt đỏ ngầu, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng linh lực mạnh mẽ đột ngột vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn. Luồng linh lực này mơ hồ đạt tới cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được.
Thả hết ra. Truyền công trưởng lão nói lớn. Lục Dương rút thành phòng kiếm, tinh khí thần hợp nhất, kiếm khí như nước lũ, trong nháy mắt tăng vọt. Chém. Linh lực của năm người hóa thành kiếm khí như nước lũ vỡ đê, đổ ầm xuống. Kiếm khí dài hơn 10 mét chém xuống, giống như thác kiếm khí, mang theo lực lượng vô tận giáng xuống ảo nước. Chẳng mấy chốc mây đèn biến sắc, tiếng nổ lớn như sấm động, mặt đất nứt ra một cái khe sâu không thấy đáy. Thả xong một kiếm này, linh lực của năm người đều rút cạn không còn giọt nào, mệt tới hai chân run rẩy, cuối cùng ngồi bịch xuống đất, nhìn vết nứt ở trước mặt đất mà ngây ngốc cười. Ngay cả Lục Dương cũng kinh ngạc trước uy lực của một kiếm này. Đây là một kiếm mạnh nhất mà hắn từng thi triển. Các người thấy kiếm của ta không? Vừa rồi ta đã cảm thấy một kiếm này chắc chắn có uy lực như vậy. Một kiếm của ngươi thì tính là cái gì? Vừa rồi khí tức truyền đến của Man Cốt và Lý Hạo Nhân suýt chút nữa đã đánh sập ta. Ta vừa dùng nét bán chân hòa khôi phục kinh mạch, vừa phân tán lực lượng đấy. Man Cốt, ngươi truyền linh lực nhiều quá. Đây không phải là muốn uy lực lớn hơn một chút sao? Năm người hớn hở thảo luận, trên mặt nở nụ cười phấn khích, đều đang hồi tưởng lại quá trình thi triển công kích vừa rồi. Truyền công trưởng lão đưa năm người mỗi người một bình đại hoàn đan, hài lòng gật đầu. Với tư cách là lần đầu tiên liên thủ công kích, một kiếm này rất tốt. Lần sau các ngươi phải chú ý, đừng có một lần tính đem toàn bộ linh lực đều chút ra, phải có chỗ giữ lại. Ngũ hành chiến pháp ra đời nhiều năm như vậy, ngũ vị trưởng lão ngũ mạch như đám lão tống thường xuyên sử dụng, cho dù là bọn họ cũng chỉ thi triển toàn lực một kích được 7-8 lần. Đó là đánh thật ác, hoàn toàn không để đường lui cho mình. Là gặp phải cương địch sao? Là gặp phải trưởng lão vấn đạo tông các người đấy. À, còn có bất ngữ lão tặc. Truyền công trưởng lão bổ sung thêm một nhân vật quan trọng. Ông ta chật chật hai tiếng, nhớ lại đòn tấn công lúc đó mà dùng mình. Thật khiến người ta phấn khích mà. Có phải tông chủ lại gây chuyện rồi không? Đào Yêu Diệp hỏi. Để năm vị trưởng lão ngũ mạch ra tay thi triển ngũ hành chiến pháp toàn lực một kích, đây phải là mối thù lớn tới mức nào? Đó là chuyện của 700-800 năm trước. Bất ngữ lão tặc dẫn theo ngũ trưởng lão và bát trưởng lão các ngươi đến Kim Sắc Phật Quốc xây một ngôi chùa, không rõ là hợp pháp hay là vi phạm quy định. Tóm lại là ngôi chùa đã được xây dựng. Hương khói của ngôi chùa còn đặc biệt thịnh vượng, ước chừng là đã sử dụng thủ đoạn tiếp thị nào đó, khách hành hương tới rất đông. Đào Yêu Diệp không hiểu, có vấn đề gì sao? Vấn đề nằm ở chỗ bất ngữ lão tặc đặt tên cho ngôi chùa là Ngũ Tạng Tự. Trong miếu thờ năm người là mấy người lão tống, khiến Phật Quốc bên kia còn tưởng ngũ hành tông chúng ta chạy sang cướp khách hàng, chỉ thiếu điều kiện ban lệnh truy nã toàn quốc cho triều đình. May mà lão khẩu kịp thời ra mặt làm rõ tình hình, giải thích lý do, Phật Quốc bên kia mới rút lệnh truy nã. Lục bất ngữ lão tặc bị đánh còn nói là bọn họ đang tiến hành thử nghiệm, xem năm người lão tống bọn họ có nhận được cảm giác tín ngưỡng hay không. Lão tống quát hỏi, sao không treo mình lên để làm tín ngưỡng? Bất ngữ lão tặc nói bị sợ truy nã. Đào Yêu Diệp cạn lời, tông chủ bị đánh là không oan chút nào. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy uy lực cực mạnh của một kiếm của Lục Dương thì cười đầy hứng thú. Ngũ hành chiến pháp này có chút gì đó có ý tưởng sáng tạo. Cửu Trọng Tiên đã từng tạo ra thứ tương tự. Tiền bối có thể nói rõ hơn không? Lục Dương giật mình, hắn từng cảm nhận được uy lực của ngũ hành chiến pháp, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Cửu Trọng Tiên là tiên nhân, tầm mắt rộng lớn, thứ mà tiên nhân sáng tạo ra phải mạnh mẽ tới mức nào? Vào thời điểm năm vị tiên chúng ta tụ họp để giao lưu tâm đắc tu luyện, Cửu Trọng Tiên đã đưa ra ý tưởng của mình, có thể kết hợp âm dương ngũ hành lại với nhau, cung cấp tài liệu tham khảo cho hậu nhân. Nếu hậu nhân có thể ngộ ra được sự huyền diệu trong đó, chắc chắn sẽ có thể tiến bộ vượt bậc về âm dương và ngũ hành. Cửu Trọng Tiên có thành công không? Lục Dương vội vàng hỏi. Thành công rồi, chính là cờ vây đó, ngươi chưa từng chơi sao? Đợi năm người gần hồi phục xong, truyền công trưởng lão tiếp tục đến năm người truyền dẫn linh lực. Lục Dương xuất ra nhưng phải thu lực, đừng giống như lần đầu tiên mà kiệt sức. Lặp lại vài lần, năm người rất nhanh có thể tùy ý khống chế lượng linh lực truyền dẫn. Tiếp theo bắt đầu bước thứ hai, vẫn theo thứ tự vừa rồi mà đứng thành một vòng. Lục Dương, ngươi chống vào lưng bàn cốt. Năm người các ngươi truyền linh lực cho người phía trước, phải kiểm soát tốc độ và lượng linh lực. Tốc độ quá nhanh, lượng quá lớn, người phía trước sẽ không chịu nổi. Hết chương 554.
đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.